Xin cảm ơn và kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Thưa quý vị, từ thảm họa trận động đất kinh hoàng đã tàn phá Thổ Nhĩ Kỳ và Syria khiến hàng nghìn người chết. Thế giới cũng từng chứng kiến những vụ thảm họa kinh hoàng khác trong thế kỷ 21. Theo hãng tin AFP của Pháp đã liệt kê danh sách các trận động đất tồi tệ nhất kể từ năm 2000 gây chết chóc nhất thế kỷ 21. Kể từ đầu thế kỷ 21, thế giới liên tục chứng kiến nhiều trận động đất kinh hoàng với con số thương vong lên đến hàng trăm nghìn người. Ngày 7 tháng 2, số người thiệt mạng trong trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã tăng lên hơn 3.700 người thiệt mạng, hơn 16.000 người bị thương. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan mô tả đây là trận động đất tàn phá nặng nề nhất mà quốc gia này từng trải qua kể từ năm 1999. Thảm họa ở hai nước có thể sẽ trở thành một trong những trận động đất kinh hoàng nhất trong lịch sử. Dưới đây là những thảm họa trận động đất kinh hoàng nhất thế giới từng đối mặt trong thế kỷ 21. Năm 2002, tại bang Gujarat tây bắc Ấn Độ xảy ra trận động đất mạnh 7,9 độ Richter làm 20.000 người thiệt mạng, hơn 500 tòa nhà bị phá hủy hoàn toàn, các hệ thống cung cấp điện và điện thoại bị phá hủy trên diện rộng. Ấn Độ đã huy động lực lượng cứu hộ lớn chưa từng có vào thời điểm này, gồm 5.000 binh sĩ cùng 40 máy bay vận tải trực thăng chở thuốc men vật dụng và 750 nhân viên y tế cùng 11,5 tấn thuốc. Ba tàu hải quân được sử dụng để chuyên chở người bị thương và làm bệnh viện nổi. Trận động đất xảy ra ở Bam và xung quanh thuộc tỉnh Keman. Phía đông nam Iran ngày 26 tháng 12 năm 2003, mạnh 6,6 độ Richter. Theo ước tính của Cơ quan Khảo sát Địa chấn Mỹ, trận động đất đã tàn phá nghiêm trọng nhà cửa, với số người thiệt mạng lên tới 26.271 người và khiến hơn 30.000 người bị thương. Ảnh hưởng của trận động đất và thiệt hại càng trở nên trầm trọng hơn. Khi thành phố này có nhiều ngôi nhà xây từ gạch bùn, không tuân thủ các quy định về phòng tránh động đất và hầu hết khoảng thời gian đó, người dân trong thành phố đều đang ngủ. Sau trận động đất, quan hệ giữa Mỹ và Iran tạm thời dịu hơn. Chính phủ Mỹ đề nghị hỗ trợ nhân đạo trực tiếp cho Iran và đổi lại, nhà nước Iran hứa sẽ tuân thủ thỏa thuận với cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế. Đầu những năm 2000, thế giới liên tiếp chứng kiến một loạt trận động đất kinh hoàng, Tháng 12 năm 2004, một trận động đất mạnh 9,3 độ Richter, mạnh thứ ba trong lịch sử từng được ghi nhận kể từ khi các hoạt động lưu giữ dữ liệu địa chấn được xây dựng vào năm 1900, xảy ra với tâm chấn ngay ngoài khơi biển phía tây Indonesia. Trận động đất đã gây ra một cơn sóng thần khổng lồ cao 30 mét tàn phá các cộng đồng dọc theo bờ biển Ấn Độ Dương, giết chết tổng cộng 227.898 người ở 14 quốc gia khiến nó trở thành thảm họa thiên nhiên nguy hiểm nhất được ghi nhận trong lịch sử ngoài số người chết lớn thảm họa này còn phá hủy nhiều cơ sở hạ tầng và làm hoạt động kinh tế bị gián đoạn trên khắp các vùng ven biển như aset của indonesia và các tỉnh tamil nadu của ấn độ đây là một trong những thảm họa thiên nhiên tàn khốc nhất lịch sử nhân loại không có cảnh báo về trận sóng thần sau động đất khiến người dân không có thời gian để sơ tán dù thời gian con sóng tấn công các châu lục cách nhau nhiều giờ theo Cơ quan Khảo sát Địa chấn Mỹ, năng lượng khổng lồ tỏa ra từ trận động đất này được ví tương đương với năng lượng của 23.000 quả bom nguyên tử từng thả xuống Hiroshima, Nhật Bản. Trận động đất mạnh đến mức nó thậm chí còn gây ra những cơn địa chấn nhỏ hơn ở tận Alaska. Một năm sau, ngày 28 tháng 3 năm 2005, một trận động đất mạnh 8,6 độ Richter đã tàn phá khu vực Sumatra, Indonesia, khiến 1.300 người thiệt mạng. Cũng trong năm này, khu vực Kashmir do Pakistan kiểm soát hứng chịu trận động đất mạnh 7,6 độ Richter khiến hơn 80.000 người chết. Khu vực chịu ảnh hưởng nhiều nhất là miền Bắc Pakistan và khu vực Kashmir do Pakistan quản lý. Tại Kashmir, ba huyện chính chịu tác động nghiêm trọng và thủ phủ Muzaffarabad bị ảnh hưởng nặng nhất xét theo thương vong và sức tàn phá. Các bệnh viện trường học và các dịch vụ cứu hộ bao gồm cảnh sát và lực lượng vũ trang bị tê liệt nhiều thị trấn trong khu vực chỉ còn lại những đống đổ nát hoang tàn sau trận động đất kinh hoàng này. Hơn 5.700 người đã thiệt mạng trong một trận động đất xảy ra ở đảo Java, Indonesia trong năm 2006. Trận động đất này mạnh 6,3 độ Richter. Ngày 12 tháng 5 năm 2008, trận động đất mạnh 7,9 độ Richter xảy ra tại tỉnh Tứ Xuyên của Trung Quốc khiến 87.000 người thiệt mạng, 10 triệu người mất nhà cửa. Dù tâm trấn ở tỉnh Tứ Xuyên, nhưng cả Thượng Hải và Bắc Kinh đều cảm nhận thấy mặt đất rung chuyển khi động đất xảy ra. Đáng chú ý, ngày 17 tháng 5 được xem là ngày kỳ diệu khi các nhân viên cứu hộ đã cứu sống 73 người bị chôn vùi dưới đống đổ nát vì sau 100 giờ, cơ hội sống sót là rất hiếm. Đây là thảm họa lớn nhất của Trung Quốc sau trận động đất Đường Sơn năm 1976, khiến 250.000 người thiệt mạng vào tháng 1 năm 2010, một trận động đất mạnh 7,0 độ Richter đã tấn công quốc đảo Haiti thuộc vùng Caribe, tâm chấn nằm gần thị trấn Legan, chỉ cách thủ đô Port-au-Prince 25 km. Các dư chấn do trận động đất gây ra kéo dài trong gần 2 tuần, gồm ít nhất 52 cơn chấn động nhỏ hơn từ 4,5 độ Richter trở lên. Thảm họa đã ảnh hưởng đến khoảng 3 triệu người. Chính phủ Haiti cũng cho biết trận động đất này đã cướp đi sinh mạng của khoảng 220.000 người, Khoảng 250.000 ngôi nhà và 30.000 công trình đã bị phá hủy, trong khi Port-au-Prince và một số thành phố khác bị thiệt hại nặng nề. Trận động đất khiến khoảng 4.000 đến 6.000 người dân Haiti bị tan tật vĩnh viễn và cho đến nay họ vẫn đang chật vật để khôi phục lại cuộc sống. Vào ngày 11 tháng 3 năm 2011, đã trở thành một trong những ngày tồi tệ trong lịch sử Nhật Bản. Một trận động đất siêu mạnh có cường độ 9,1 độ Richter đã xảy ra ở dưới đáy biển Thái Bình Dương, cách Nhật Bản khoảng 72 km về phía đông. Đây là trận động đất mạnh thứ hai trong thế kỷ 21 và là trận động đất lớn thứ tư từng được ghi nhận. Các thị trấn dọc bờ biển đều bị những đợt sóng khổng lồ san phẳng chỉ trong một giờ. Ở mức cao nhất, sóng thần tại Miyako, Iwet được ước tính cao đến 40 mét. Khoảng 100.300 ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn hoặc hư hoại một phần do động đất và sóng thần. Trận động đất đã cướp đi sinh mạng của hơn 19.700 người và khiến hàng trăm nghìn người phải rời bỏ nhà cửa. Một cơn sóng thần do trận động đất gây ra đã dẫn đến thảm họa nhà máy điện hạt nhân Fukushima, được mô tả là thảm họa hạt nhân tồi tệ nhất kể từ sự cố nhà máy điện hạt nhân Chernobyl năm 1986. Ba trong số các lò phản ứng của cơ sở hạt nhân Nhật Bản bị tan chảy, dẫn đến việc xả nước nhiễm phóng xạ ra khu vực xung quanh nhà máy đồng thời khiến nhiều nhà máy điện hạt nhân khác phải ngừng hoạt động. Số người bị nhiễm phóng xạ dạ sau thảm họa là 190 người. Thảm họa kép đã khiến toàn bộ đất nước Nhật Bản rơi vào trạng thái tồi tệ nhất kể từ sau chiến tranh thế giới thứ hai. Theo Ngân hàng Thế giới, thiệt hại kinh tế ước tính từ sự kiện này lên tới 235 tỷ đô la Mỹ, khiến nó trở thành thảm họa gây thiệt hại kinh tế lớn nhất trong lịch sử Tại Nepal ngày 25 tháng 4 năm 2015, một trận động đất mạnh 7,8 độ Richter xảy ra tại vùng Gokha, ở giữa thủ đô Kathmandu và thành phố Pokhara, với các dư chấn có độ lớn lên đến 6,7 độ Richter. Trận động đất kinh hoàng đã làm hơn 8.800 người thiệt mạng và khoảng 6.500 người bị ảnh hưởng, đồng thời kéo theo một vụ lở tuyết trên đỉnh núi Everest làm 17 nhà leo núi thiệt mạng, hơn 60 người bị thương. Đây là thảm họa động đất thảm khốc nhất tại nước này trong hơn 100 năm. Tháng 9 năm 2018, Indonesia hứng chịu trận động đất mạnh 7,5 độ Richter, khiến hơn 4.300 người thiệt mạng. Đây là một trận động đất nông xảy ra ở phần eo của bán đảo Minahasa, Indonesia, với tâm trấn ở huyện miền núi Đông Gala, Trung Sulawesi. Trận động đất nằm cách tỉnh Lị, Palu 77 km và ở tận Samarinda ở Đông, Kalimantan cũng như ở Tawau, Malaysia vẫn cảm nhận được. Vào ngày 14 tháng 8 năm 2021, một trận động đất có độ lớn 7,2 đã làm dung chuyển miền Tây Haiti, làm ít nhất 304 người thiệt mạng, hàng trăm người bị thương và mất tích, phá hủy khoảng 950 ngôi nhà, 7 nhà thờ, hai khách sạn và 3 trường học những nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình trên kênh youtube của chúng tôi ngày hôm nay cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau